Chào các bạn, trên tay tôi là chiếc điện thoại Samsung Note 2. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách cài phông tiếng Trung và gõ phông tiếng Trung ở trên Note 2. Nếu mà sử dụng trên iPhone thì cũng làm tương tự. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng Note 2 trước. Bước 1 thì các bạn vào phần cài đặt hay tiếng Anh thì gọi là setting. Sau đó thì các bạn kéo xuống. Khi kéo xuống thì các bạn sẽ chọn phần ngôn ngữ và bàn phím. Sau khi vào được ngôn ngữ bàn phím thì các bạn chọn, ví dụ như cho tôi chọn đây thì là chọn bàn phím Samsung. Sau khi chúng ta đã chọn bàn phím Samsung rồi thì các bạn quay về màn hình chủ. Ví dụ tôi thích sử dụng ở trong Facebook chẳng hạn. Tôi muốn sử dụng trong Facebook, tôi muốn gửi cho một bạn bè một thông tin nào đó, hoặc tôi muốn viết một cái dòng trạng thái mà bằng chữ Hán, thì các bạn nhìn thấy ở trên thanh công cụ này các bạn hoàn toàn có thể trượt. Như này thì bạn có thể là để tiếng Việt, và tôi đang muốn gõ tiếng Trung, tôi gõ chuyển về tiếng Trung. Bây giờ sau đó tôi bắt đầu gõ thôi. Ví dụ ủa WO, ủa là tôi, A Y ngắn, I là yêu, N Y là nỉ là em. Đó, sau đó thì tôi sẽ ấn và sau đó thì đăng, gửi cho ai thì gửi. Cách làm khi mà các bạn chat chít thì cũng tương tự như vậy. Còn riêng với điện thoại của Apple, ví dụ như là iPhone 5 chẳng hạn, thì bước 1 thì các bạn cũng vào setting, sau đó thì các bạn vào keyboard hoặc là tiếng Việt mình gọi là bàn phím ấy, các bạn sẽ chọn cái gọi là symbol Chinese, tức là tiếng Trung giản thể. Thì ở trong những cái sản phẩm của Apple hay ví dụ như là iPhone 5 thì họ rất chu đáo, họ chu đáo hơn cả Samsung Note 2, là họ để sẵn trong đó là cái chế độ, ví dụ như là bạn có thể chọn tiếng Trung giản thể, ở dưới họ ghi chữ pinyin là các bạn có thể gõ được phiên âm. Ví dụ như tôi vừa gõ là ủa ai nỉ thì là W O A I ngắn N I là ra được của ai nỉ, xong enter là có thể gửi tin nhắn đi. Ngoài ra thì bên iPhone 5 thì họ cũng có cái chế độ là cho phép viết tay, thì các bạn sẽ khi mà vào phần keyboard hay là phần bàn phím để tìm ấy, thì các bạn chọn thêm cái cách gõ là handwrite, nó ghi chữ handwrite tức là viết tay, symbol Chinese tức là tiếng Trung giản thể, thì cái đó giúp các bạn là dùng tay có thể vẽ ra cái chữ Han này và nó sẽ hiện lên. Trong cái quá trình các bạn học như vậy thì các bạn rất là tiện lợi cho việc chúng ta gõ một cái thông tin nào đó gửi cho bạn bè, và chúng ta học tiếng Trung qua các cái phương tiện mà chúng ta có trong tay. Như vậy thì cái quá trình viết chữ hoặc là của chúng ta nó sẽ tiến bộ hơn, hoặc là đọc chữ nó cũng sẽ tiến bộ hơn. Trên đây là tôi đang nói sơ qua về cách sử dụng các cái bàn phím ở trên các cái điện thoại, kể cả điện thoại Nokia đời Nokia ví dụ 1120 họ cũng có chế độ đó. Các bạn vào setting, vào cài đặt bàn phím là cũng có thể chuyển sang gọi là ghi Chinese pinyin. Đấy, họ ghi bạn chọn cái chế độ pinyin là hoàn toàn có thể gõ được, giống như tôi vừa gõ ở trên Note 2. Chúc bạn học tiếng Trung thành công. tiếng Trung.vn